Nằm cách xa trung tâm xã Thu Cúc hơn 10 km, bản Ráy là nơi sinh sống của gần 70 hộ gia đình người dân tộc Dao. Trước đây, đường vào khu là con đường mòn nhỏ hẹp với những đoạn dốc đứng treo leo, bà con đi lại khó khăn vất vả. Từ khi được nhà nước đầu tư xây dựng con đường bê tông mới khang trang, cuộc sống của bà con trong khu đã có nhiều khởi sắc. Ở ngày xưa thì đường nhỏ đi khó khăn lắm, đi xe máy cũng chả đi được. Giờ đảng nhà nước quan tâm làm đường cho thôn bản, giờ năm nay thì gọi là có đường, rồi lại tăng xã sản xuất, rồi giờ khá lên hẳn rồi. Xã Thu Cúc có trên 10.000 nhân khẩu với trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó có những bản người Mông, người Dao nằm trên những đỉnh núi treo leo. Nhờ sự quan tâm của đảng và nhà nước, mạng lưới đường giao thông về các thôn bản ngày càng được phủ khắp, khang trang và kiên cố. Riêng năm 2021, toàn xã được đầu tư thêm 2,5 km đường bê tông và các cụm dân cư đặc biệt khó khăn. Nâng tỷ lệ cứng hóa đường giao thông trên địa bàn lên 75%. Có đường, bà con tập trung làm ăn, phát triển kinh tế, đời sống ngày càng được nâng lên. Đến năm 2021 là được 10 thôn là đặc biệt khó khăn. Thì có cái thôn bản vùng sâu vùng xa cách trung tâm xã Đô Cúc 15 km thì đến nay cũng đã được nhà nước đầu tư bê tông hóa đến tận khu mà khó khăn nhất. Ví dụ như là khu Mỹ Á, bản Suối Chim của khu Mỹ Á thì hiện nay có đường điện và có đường giao thông rất thuận lợi cho bà con đi lại. Thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục bổ sung các cái dự án đến các cái khu vực mà dân cư thưa hơn và có điều kiện khó khăn đi lại vất vả hơn. Thì chúng tôi cũng tập trung vào để nâng cao các cái đường giao thông đến đấy để giúp bà con đỡ khó khăn trong công tác phát triển kinh tế. Năm nay, xuân về trên xã Thu Cúc sẽ càng vui tươi, ấm no khi đời sống của bà con đồng bào nơi đây được cải thiện rõ rệt. Những con đường của ý đảng, lòng dân sẽ tiếp tục được nối dài, khoác lên mình tấm áo mới với những ấm no, hạnh phúc cho các bản làng vùng cao.